Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ronaldo cảm động trước hành động đẹp của Cavani. Ronaldo sẽ được mặc lại chiếc áo số 7 yêu thích tại Man U do được Cavani nhường lại, điều đó khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha vô cùng xúc động. Ronaldo chuyển tới Man U vào tuần trước với bản hợp đồng 2 năm tại đội chủ sân Old Trafford. Tiền đạo người Bồ Đào Nha mặc chiếc áo số 7 trong lần đầu tiên khoác áo Man U nhưng có những lo ngại rằng anh có thể không được mặc lại số này trong mùa giải hiện tại do Edinson Cavani đã mặc áo số 7. Tuy nhiên, với sự ra đi của Daniel James tới lít vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè đã giúp Manu giải quyết mọi vấn đề. Theo đó, Cavani đồng ý chuyển sang số 21 để nhường áo số 7 của Ronaldo, số 21 cũng là số áo của Cavani ở đội tuyển quốc gia Uruguay. Ban tổ chức Premier League có quy định cầu thủ được giữ nguyên số áo của họ đã đăng ký từ trước khi mùa giải bắt đầu, trong mùa giải không được đổi số áo. Tuy nhiên, ban tổ chức Premier League cũng linh động, đồng ý cho Manu chuyển Cavani từ số áo 7 sang 21 và cấp áo số 7 cho Ronaldo. Ronaldo rất cảm kích trước hành động đẹp của Cavani, anh nói lời cảm ơn tới người đồng đội mới. Tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến Cavani vì nghĩa cử tuyệt vời này, Ronaldo cho biết. Vào hồi đầu tuần này, Ronaldo đã lập cú đúp trong chiến thắng 2, một của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Ireland ở vòng loại World Cup 2022. Không chỉ giúp đội tuyển quốc gia giành chọn 3 điểm, Cá nhân Ronaldo vươn lên trở thành tay săn bàn số 1 mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia với 111 bàn thắng. Tuy nhiên, do Ronaldo cười háo ăn mừng sau khi ghi bàn nên cầu thủ này bị phạt thẻ vàng. Trước đó ở trận đấu với Serbia hồi tháng 3, CR7 cũng đã phải nhận thẻ vàng, vì thế anh phải nhận hắn treo giò trận đấu gặp Azerbaijan vào mùng 7 tháng 9 tới. Không thể sử dụng Ronaldo nên tuyển Bồ Đào Nha quyết định giải phóng CR7 sớm, được biết Ronaldo đã sang anh ngay sau khi rời tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, không có cơ chế đặc biệt dành cho Ronaldo, do anh sẽ phải thực hiện cách ly y tế 5 ngày mới có thể tập luyện cùng đội bóng mới. Sớm nhất ngày mùng 8 tháng 9 tới đây, Ronaldo mới có thể tập cùng Manu. Anh được kỳ vọng sẽ ra sân ở trận đấu trên sân nhà vào 11, 9 tới đây khi quỷ đỏ thi đấu với Newcastle ở vòng 4 Premier League. Hiện tại, Manu bắt đầu cho in chiếc áo số 7 mang tên Ronaldo, tuy nhiên đội bóng thành Manchester đang gặp khó khăn trong việc cung cấp áo cho người hâm mộ. Do ảnh hưởng của COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng cung cấp áo thi đấu của Adidas, đơn vị tài trợ áo đấu của Manu. Vì thế đội bóng thành Manchester cũng bị ảnh hưởng theo.